cùng có giá 599 triệu đồng. Kia Seltos 2024 bản 1.5 AT có gì để đấu Hyundai Creta và Mitsubishi Fox? Vào hôm 22 tháng 3 năm 2024 vừa qua, nhà phân phối Thaco đã chính thức nhận cọc cho phiên bản mới của dòng xe Seltos tại Việt Nam. Đồng thời, trên trang web chính thức của Kia Việt Nam, thông số và giá bán của Seltos mới cũng đã được cập nhật. Theo đó, Kia Seltos 2024 ở Việt Nam có 4 phiên bản, bao gồm 1.5 AT, 1.5 Luxury, 1.5 Premium và 1.5 Turbo GT-Line. Giá bán của 3 bản 1.5 AT, 1.5 Luxury và 1.5 Premium lần lượt là 599 triệu, 679 triệu và 739 triệu đồng. Trong khi đó, bản 1.5 Turbo GT-Line chưa được công bố giá bán. Có thể thấy giá bán khởi điểm của Kia Seltos 2024 đã giảm so với trước, đồng thời đúng bằng với hai đối thủ Hyundai Creta và Mitsubishi Fox. Vậy, bản 1.5 AT của Kia Seltos 2024 có gì để cạnh tranh với hai đối thủ kể trên? Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ so sánh bản tiêu chuẩn của 3 mẫu SUV cỡ B này về mặt trang bị để các bạn có cái nhìn rõ hơn trước khi quyết định mua xe nào. Trước khi đi vào so sánh trang bị ngoại thất, chúng ta cần nói qua về kích thước của 3 mẫu xe này. Ở phiên bản mới, Kia Seltos không thay đổi kích thước dài rộng cao, vẫn lần lượt là 4.365, 1.800, 1.645mm và chiều dài cơ sở 2.610mm. Các con số tương ứng của Hyundai Creta là 4.315, 1.790, 1.660mm và 2.610mm. Trong khi đó, Mitsubishi Fox có kích thước 4.390, 1.810, 1.660mm và 2.650mm. Kia Seltos và Hyundai Creta có kích thước khá tương đồng với nhau, trong khi Mitsubishi Fox nổi trội về mặt chiều dài cũng như chiều dài cơ sở. Ngoài ra, mẫu xe Nhật Bản còn có khoảng sáng gầm 219mm, lớn hơn hẳn so với Kia Seltos, 190mm và Hyundai Creta, 200mm. Điều này sẽ mang lại một số lợi thế cho Mitsubishi Fox khi di chuyển trên đường xấu hoặc ngập nước. Tiếp theo đó là trang bị ngoại thất. Bản tiêu chuẩn của 3 mẫu SUV cỡ B này có những trang bị ngoại thất tương đồng như vành la răng 17 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn pha tự động bật tắt và anten vây cá trên nóc. Ngoài ra, cả 3 mẫu xe này đều thiếu cửa cốp đóng mở điện. Tuy nhiên, cả 2 mẫu xe Hàn Quốc đều dùng đèn pha và đèn hậu halogen ở bản tiêu chuẩn, trong khi Mitsubishi Fox được trang bị đèn LED. Bên cạnh đó, Kia Seltos 1.5 AT 2024 còn dùng đèn định vị ban ngày dạng halogen, trong khi hai đối thủ sở hữu đèn LED. Bù lại, hai mẫu xe Hàn Quốc có một trang bị mà Mitsubishi Fox bản tiêu chuẩn còn thiếu, đó là đèn sương mù trước. Điểm khác biệt còn lại là, Kia Seltos 1.5 AT 2024 sở hữu 3 gear knock, trong khi hai mẫu xe còn lại không có. Nhìn chung, Mitsubishi Fox có phần nhỉnh hơn hai đối thủ về mặt trang bị ngoại thất và kích thước. Bên trong cả 3 mẫu SUV cỡ B này, đều là không gian nội thất hai hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Tuy nhiên, với chiều dài cơ sở lớn hơn, nên Mitsubishi Fox bản GLX đương nhiên có lợi thế hơn về mặt không gian. Những trang bị ngoại thất giống nhau của 3 mẫu SUV cỡ B này, ở bản tiêu chuẩn gồm có vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin, ghế trước chỉnh cơ, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Bản tiêu chuẩn của cả 3 mẫu xe đều thiếu những trang bị như sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động, lẫy chuyển số sau vô lăng, lọc không khí hay cửa sổ trời. Kia Seltos 1.5 AT và Hyundai Creta 1.5 tiêu chuẩn cùng sở hữu ghế bọc da, cũng như điều hòa chỉnh cơ. Trong khi đó, Mitsubishi Fox GLX lại sở hữu ghế bọc nỉ và điều hòa tự động hai vùng độc lập. Màn hình thông tin giải trí của Kia Seltos 1.5 AT và Mitsubishi Fox GLX chỉ có kích thước 8 inch, trong khi con số tương ứng của Hyundai Creta 1.5 tiêu chuẩn là 10,25 inch. Đáng tiếc là Kia Seltos 1.5 AT không có phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời auto hold như hai đối thủ cùng phân khúc. Riêng Hyundai Creta 1.5 tiêu chuẩn còn có tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Có thể thấy rằng trang bị nội thất của Kia Seltos 1.5 AT khá thua thiệt với hai đối thủ. Đây sẽ là yếu tố khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy cân nhắc khi chọn mua xe. Điểm chung của Kia Seltos, Hyundai Creta và Mitsubishi Fox bản tiêu chuẩn chính là trang bị an toàn khá cơ bản. Theo đó, ba mẫu xe này đều sở hữu phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử,
hệ thống kiểm soát lực kéo, camera lùi và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cả 3 mẫu xe đều không có hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control hay những tính năng an toàn chủ động ADAS như bản tiêu chuẩn của Honda HR-V và Toyota Yaris Cross. Mitsubishi Fox GLX có lợi thế hơn khi sở hữu 4 túi khí, nhiều hơn 2 túi khí so với cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật Bản này lại không có cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe phía sau như Kia Seltos 1.5AT và Hyundai Creta 1.5 tiêu chuẩn. Khác với Hyundai Creta, cả Mitsubishi Fox và Kia Seltos đều bị cắt cảm biến áp suất lốp ở bản tiêu chuẩn. Nói cách khác, Hyundai Creta 1.5 tiêu chuẩn sở hữu trang bị an toàn đầy đủ hơn so với hai đối thủ. Kia Seltos 1.5AT được trang bị động cơ xăng Smart Stream 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực, tại tua máy 6.300 vòng trên phút cùng mô men xoắn cực đại 144 Nm, tại tua máy 4.500 vòng trên phút. Động cơ đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD. Trong khi đó, Hyundai Creta 1.5 tiêu chuẩn dùng động cơ xăng Smart Stream 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng trên phút. Đi kèm là hộp số biến thiên vô cấp thông minh EVT và hệ dẫn động cầu trước. Với Mitsubishi Fox GLX, xe sở hữu động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít quen thuộc, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Có thể thấy rõ sự tương đồng về thông số động cơ của Kia Seltos 1.5AT và Hyundai Creta 1.5 tiêu chuẩn. Trong khi đó, Mitsubishi Fox sở hữu động cơ yếu hơn một chút so với hai đối thủ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thông số động cơ của 3 mẫu xe này là không đáng kể. Kết luận, qua bài so sánh trên, có thể thấy Kia Seltos 1.5AT sở hữu trang bị ngoại thất, nội thất, an toàn và động cơ đều không có gì nổi trội so với hai đối thủ cùng phân khúc. Việc quyết định mua xe nào lúc này sẽ tùy thuộc vào sở thích cá nhân, yếu tố thương hiệu, hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi. Cũng cần phải nói thêm rằng, giá bán 599 triệu đồng của Hyundai Creta và Mitsubishi Fox là ưu đãi nên có thể sẽ chỉ được áp dụng trong một thời gian nhất định.